Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain. Yo, mình đi ăn một cử thứ hai. Giờ mình ra cà phê, mình sẽ quay phim lên cho các bạn nha. I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no mother in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little vibe. Hello YouTube, hello các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nam Từ nha. Có thể là thời gian cũng 2-3 tuần, 1 tháng hơn rồi mình không có ra clip, tại vì mình đang chuẩn bị cho cái giải đấu đại hội. Thì hôm nay là cái ngày chuẩn bị lên sàn thi đấu. Bây giờ là 9:39. Mình đang ngồi ăn cái cử thứ hai. Cử này là mình đang ăn cá bóp. Cá bóp tức là mình đang ăn lại tinh bột các bạn. Sau khoảng thời gian dài mình kết tinh, mình siết mỡ xuống thì mình đánh nó hàng cân 90 và mình đang dung nạp lại. Và ăn dung mà em đang dung nạp lại, sorry các bạn. Thấy cái chú kia chứ đòi dài dài rồi mình được nghe mình tưởng gì. Ăn như thế này á là để mình dung nạp dinh dưỡng lại chuẩn bị lên sàn thôi. Thì mình cũng cho bạn xem luôn để trước khi mình nói chuyện tiếp thì đây. Cơm nè, với lại cá hồi, với lại một ít măng tây. Đây là cửa ăn vào lúc 9:40 mà tới 2 giờ mình bắt đầu thi lần. Dự kiến là có phải 3-4 giờ mới lên sàn. Thì thông điệp của mình đó, mình chia sẻ trong khoảng thời gian gần đây là có thể là mình không có ra clip kịp cho các bạn, tại vì mình cảm thấy mình không tìm được mục tiêu để có thể quay cho các bạn xem. Không có nhiều cái mới, với lại không có thật sự là có nhiều cái được gọi là đột phá trong cái môn này. Thì mình đợi sau khi mình thi giải đó thì xong á, để coi may mắn như thế nào thì mình sẽ thay đổi về một cái cách mới, đường đi mới, hướng quay mới, cũng như là cung cấp cho các bạn một cái gì đó nó mới mẻ hơn. Hiện tại bây giờ mình nói chuyện được một cái thì thời tiết ở đây cũng khá là lạnh, làm cho mình cảm giác là ít khát nước thôi. Nhưng mà nếu mình thi ở một cái vị trí chẳng hạn như năm ngoái ở Nha Trang đi thì mình nghĩ chắc nó cũng là một cái gì đó rất là khó khăn đối với mình. Thật sự thì thời tiết lạnh cũng là một cái lợi thế trong vận động viên khi mà thi đấu với môn thể hình như thế này. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ show lại, cũng như là mình sẽ có một cái buổi nói chuyện đi sau khi mà mình thi đấu trận đấu này. Mình mong là Mỉm Cười sẽ may mắn, sẽ Mỉm Cười với mình. Nếu mình có giải không có giải thì mình cũng sẽ ngồi lại, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để có thể ăn uống, cũng như một cái ngày ăn uống như thế này, nhất là về những cái đồ ăn như thế này ha. Mình thì mình kỳ này mình rất là tâm tắc về việc đồ ăn kiêng. Và sau khi mà mình kết thúc cái này thì mình sẽ rất là hứng thú với cái việc mà làm đồ ăn kiêng, thì mình sẽ show với các bạn. Thì hành trình hôm nay là mình sẽ thời gian cũng 90, và các bạn sẽ nhớ theo dõi hoặc là follow lại cái clip này. Có thể là đã thi xong rồi nhưng mà nó cũng là một hành trình kể lại trong khoảng thời gian mà khá là im hơi lặng tiếng sau khi cái 10.000 subscribe của mình được đạt mốc. Nhưng mà mình không có một cái mục tiêu nào hết để có thể quay, thì đó là những cái gì mình đang muốn chia sẻ với các bạn. Và cái môn này thì thật sự nó mang một tính chất hơi khắc nghiệt chút xíu, nhưng mình thấy nó cũng rất là hay. Ok, bây giờ là ngồi ăn và đợi có gì mình sẽ thi vào lúc mà mình bôi màu á, mình sẽ quay lại cái hành trình bôi màu, mình sẽ
chia sẻ với các bạn thêm. Rồi sau khi thi xong xuống sàn mình sẽ ngồi lại nói chuyện với các bạn. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the search. Nội dung bài thi các vận động viên sẽ trình diễn cơ thể tự nhiên mặt trước và mặt sau. Phần trình diễn cơ thể tự nhiên mặt trước bắt đầu. Purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently. Thôi, mời các vận động viên cùng xoay người về phía sau. Phần trình diễn cơ thể tự nhiên mặt sau bắt đầu. Reversing, all our minds have put the work in. We got some work, man. Một lần nữa các vận động viên sẽ trình diễn cơ thể tự nhiên mặt trước và mặt sau. Phần trình diễn cơ thể tự nhiên mặt trước bắt đầu. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. Thôi, mời các vận động viên cùng xoay người về phía sau. This life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't make sense. The bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. Các vận động viên sẽ thực hiện bài ghi định gồm 7 tư thế. Before you made me worthless, torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Tư thế thứ 6. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with the view. The pain is never gone. Thôi. Hello các bạn. Sau cuộc thi á, nãy giờ mình không quay được cái toàn cảnh cho các bạn xem từ lúc mà bỏ dầu cho tới lúc mà thi xong á, thì cảm nghĩ của mình lúc này á, thì thi thố mà chủ yếu là mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất thôi. Với lại kỳ này là cái thành công nhất của mình là mình đã có thể xử lý được cơ thể nó khỏe nhất, cũng như là không có để cho cơ thể khắc nghiệt, nhưng mà vẫn đạt được một trạng thái cơ bắp nó tốt trong khoảng thời gian mà mình cảm thấy hài lòng nhất trong những cuộc thi đã chạy qua. Thôi nói chung là cuộc thi mà nó là như vậy, thì đối với mình muốn chia sẻ với các bạn về việc ăn uống trong việc thi đấu á, nó sẽ không có đơn giản như bạn nghĩ, nó sẽ diễn ra một cách nó gọi là nó hơi khắc nghiệt một xíu so với lại một cái sức khỏe của con người. Thì đối với mình á, thì đây là những cái trò chơi thôi, nó tạo ra một cái phản ứng tùy theo cảm xúc nhất thời ở mỗi thời điểm. Thì thôi, hôm nay á, là cái hành trình của mình thi đấu, thì bạn có thể xem cái clip này và đặt tự đánh giá, cũng như là bạn có thể xem về mắt gọi là giải trí cũng được. Thì đây là một cái kênh YouTube đối với mình chia sẻ với các bạn thôi. Còn lại thì cứ mọi thắc mắc gì đó về thi đấu, bạn comment xuống dưới, mình sẽ sẵn sàng trả lời cho bạn về việc ăn uống hay là những cái gì mà mình đã thực hành được trong quá trình mà giải đấu đại hội này. Có thể là 4 năm một lần nó hơi sự trông chờ của mình lắm, nhưng mà hơi thất vọng một chút xíu, nhưng mà mình sẽ cảm giác nó sẽ hơi đạt được nhiều cái có giá trị hơn là cái này. Ok, see you bro. Hẹn bro ở clip sau. Mình sẽ làm về clip đồ ăn kiêng. Từ lúc mà mình sẽ về Sài Gòn thì mình sẽ làm về tất cả các dinh dưỡng về ăn kiêng cho các bạn. Đó là một những cái động lực mình đang đi thi đấu cái giải này. Ok. Bye.